Hôm nay mình sẽ bàn về một cái chủ đề mà nó có thể nói là rất là được các bạn quan tâm, và nhiều bạn cũng nghe mình làm chủ đề này, đó là âm thanh hay en là gì và những cái lưu ý để chúng ta tránh bị lừa, bị đánh lừa bởi hai cái cụm từ hay en này. Thì ai chơi âm thanh đều là chắc chắn đều đã nghe cái từ hay en rồi, và nhưng mà để hỏi các bạn định nghĩa hay en là gì, hoặc là cho biết cái những cái suy nghĩ riêng của bạn về hai em, thì chắc là ít ai mà trả lời được. Thì bây giờ video này mình sẽ phân tích định nghĩa sơ cho các bạn, không phải là định nghĩa nhưng mà nói khái quát sơ là cái hai em là gì và những cái lưu ý chúng ta mua âm thanh và chúng ta tránh, để chúng ta đừng có bị đánh lừa bởi cảm xúc, bởi những cái cụm từ mà như kiểu hai em, ultra hai em, để chúng ta có được trải nghiệm tốt nhất với cái dàn âm thanh chúng ta mua, hoặc là chúng ta tránh bị là tiền mất tật mang. Hai em nó là một cụm từ để chỉ cái cảm xúc khi chúng ta nghe âm thanh, cái bản nhạc nó phát ra, cái chi tiết của nhạc nó phát ra nó đạt được cái cảnh giới gọi là cao nhất rồi đối với cái lỗ tai chúng ta. Chúng ta nghe thì nó là chuẩn nhất rồi, và nó en có nghĩa là cuối, hai có nghĩa là cái cao cấp, thì hai em là có như cao cấp và cao cấp cuối rồi. Tất nhiên thì trong âm thanh thì khó mà có cái gì gọi là điểm dừng, nên người ta nói hai em là cái đoạn là điểm cuối, nhưng mà chắc chắn là còn cuối nữa, còn nữa thì nó có in ra hai em nữa, nhưng mà cái lỗ tai con người thì nó chỉ đạt được cái giới hạn nhất định thôi. Thì hai em nó còn phụ thuộc vào mỗi người nghe, thì chắc chắn hai em đó nó sẽ phụ thuộc vào cảm xúc nhiều hơn so với là cái mức tiền bỏ ra. Nhiều bạn cứ hay nhầm tưởng là hai em là phải mắc tiền, là phải tiền tỷ, nhưng mà thực sự không phải là vậy nha. Tất nhiên thì những cái dòng loa tiền tỷ đi, tiền tỷ thì chắc chắn là chúng ta đã sở hữu là được âm thanh hai em rồi, nhưng mà đối với những cái dòng loa khoảng 100 triệu thì cũng có khả năng chúng ta sẽ sở hữu được dàn âm thanh hai em, nếu như các bạn mua đúng theo một người tiêu dùng thông thái. Chúng ta mua nhưng mà chúng ta mua theo cảm xúc của chúng ta, chứ chúng ta đừng có mua theo là cái cảm xúc của người khác. Như bạn mới chơi âm thanh cứ nghĩ là những người chơi lâu là những người lão làng rồi, là những người biết hết tất cả, thì các bạn cứ hỏi người ta cái dàn cái loa đó nghe hay hay không, người ta nói dở là các bạn không mua. Nhưng mà cho dù các bạn đã nghe cảm giác rất là ok rồi, nhưng mà các bạn nghe những người chơi lâu người ta nói dở các bạn không mua, như vậy thì các bạn đã bỏ lỡ đi một dàn âm thanh hai em mà chính cái lỗ tai các bạn đã thích rồi, các bạn đã nghe thích rồi, nhưng mà vì nghe ý kiến của người khác thì các bạn không mua. Đó là một điều rất là sai lầm. Nên mình nói các bạn, khi các bạn chơi một cái gì thì chúng ta hay nên chơi ở cảm nhận của chúng ta thích thì chúng ta chơi, chứ đừng có vì cái những cái tư vấn như vậy mà chúng ta không chơi. Ở những người bán cũng có rất nhiều người khi bán dàn âm thanh của họ và nói đó là dàn âm thanh hay em, mình không nói là họ lừa lọc gì. Ngay cả mình nhiều lúc mình cũng có đăng những sản phẩm mình nói hay em, nhưng mà mình vẫn luôn nói với các bạn đó là cái suy nghĩ, đó là cái cảm nhận của mình, đó là hay em. Nhiều khách gọi đến cho mình mua hỏi là cái dàn âm thanh Hùng bán hay em đó còn không, có đúng là nghe đúng là hay em hay không, thì mình khẳng định đó là theo cái cảm nhận của mình, đó là hay em. Nhưng mà các bạn mình bán, mình chỉ bao là hàng đúng là hàng riêng nguyên bản nếu là hàng bãi, còn nếu là hàng mới thì là hàng chính hãng. Còn về cái âm thanh thì mình luôn nói là đó là cảm nhận riêng của mình, mỗi người mỗi lỗ tai, nên các bạn đừng có nghĩ là chúng ta phải nghe theo những người khác. Tại vì có người thì người ta nghe những cái dòng nhạc vàng, có người thì người ta nghe những cái dòng nhạc xa, nhạc country, nhạc vocal, hoặc là những cái thể loại nhạc pop, ballad, nhạc quốc tế, thì chúng ta không có thể nào. Ví dụ các bạn đi nghe nhạc hay em, chúng ta thích những dàn âm thanh hay em, nhưng mà chúng ta lại nghe những người lão làng, những người lớn tuổi hơn, người ta đi nghe nhạc vàng, chúng ta đi tư vấn họ để chúng ta mua những cái dàn âm thanh về chúng ta chơi nghe nhạc hay em, thì lại hoàn toàn sai luôn. Chúng ta mua như vậy là trật bài luôn. Các bạn nghe như vậy, cái họ thì họ lớn tuổi, họ không biết hay em là gì, nhưng mà họ lại tư vấn cho các bạn mua cái dàn âm thanh cho nó phù hợp. Nhưng mà nó phù hợp chính là nó phù hợp với cái lỗ tai của cái người đó, người ta nghe nhạc vàng. Nhưng mà các bạn biết rồi, những cái đôi loa nghe nhạc vàng thì không thể nào như là những cái dòng loa hay em. Nghe nhạc vàng á thì nó là các bạn trù, chúng ta nghe nhạc nó giống như nhạc bốp, nó cái tiết tấu của nó sẽ thiên về tiếng bass hơn,
và cái âm thanh của nó chủ yếu là nó nịnh cái lỗ tai chúng ta, nó những tiếng bass, tiếng rap nó sập sình, hoặc là nghe nhạc vàng thì nhiều người còn thích thêm vô equalizer để có thể chỉnh vào bass, rap, mid, có những giải tờ can thiệp vào nhiều. Còn âm thanh high end thì nó lại không có như vậy. High end thì nó lược bỏ, gần như là càng đơn giản là nó lại càng hay. Đối với những cái kỹ sư âm thanh, khi người ta thiết kế ra những âm linh hoặc là những dòng loa, những cái đầu CD, những cái đầu giải mã chuyên để chơi âm thanh high end thì họ lược bỏ càng nhiều càng tốt, càng nhiều cái mạch để nó can thiệp vào cái âm sắc bị lược bỏ đi thì âm thanh nó lại càng chi tiết, càng trung thực. Ví dụ một cái dàn âm thanh high end càng mắc tiền thì chúng ta sẽ thấy là những cái chức năng chỉnh bass treble gần như là nó biến mất, không có. Càng rẻ thì chúng ta sẽ thấy những dàn âm thanh nó sẽ có chỉnh equalizer, low net, vài chục trở lên, 50-60 trở lên là chúng ta thấy low net biến mất, khoảng 100 trở lên là chúng ta thấy gần như là bass treble biến mất. Đó là người ta muốn để chúng ta đạt đến những cái độ nghe mà nó trung thực nhất. Một bản nhạc khi mà một ca sĩ, một ban nhạc người ta thu ở trong phòng thu á, thì nó thu vào trong đĩa hoặc là trong một cái pha nhạc, khi nó phát ra một dàn âm thanh á, thì muốn nó trung thực nhất thì cái bản thu đó nó phải không bị can thiệp, bị chi phối bởi những cái mạch âm sắc, những cái mạch như là bass, treble hoặc là những cái mạch như là low net, thì gần như đồ âm thanh high end nó không có. Vì vậy chúng ta mua đồ high end, nếu chúng ta muốn chơi đồ high end thì chúng ta cần lưu ý, điểm lưu ý thứ nhất là âm thanh high end thì chúng ta không nên chơi những cái có can thiệp vào bass, treble hoặc là equalizer thì nó sẽ làm mất đi cái độ chi tiết của âm nhạc. Rồi cái thứ hai là cái lưu ý về cái tiền. Các bạn đừng có nghĩ là tiền nhiều là phải mới hay là high end. Mình rất là tâm đắc một cái câu nói của ở trong cái giới chơi high end, chơi đồ âm thanh, đó là chơi đồ âm thanh high end, đó là hơn 1 tỷ mà thêm tiền tỷ. Nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ một dàn âm thanh 500-600 triệu với một dàn âm thanh 1 tỷ, thì dàn âm thanh 1 tỷ nó chỉ hơn 1 tỷ xíu thôi, âm thanh nó hơn 1 tỷ xíu thôi, nhưng mà tiền chúng ta bỏ ra gần 1 tỷ đó. Ví dụ các bạn có một dàn âm thanh 1 tỷ đi, và chúng ta nâng cấp lên một dàn âm thanh thành 2 tỷ thì cái tiền nó gấp đôi, nhưng mà cái chất âm chúng ta cảm nhận được thì nó khoảng 1.9, 1.10 hoặc là ngon lắm thì 1.8, 1.10, chứ không thể nào cái âm thanh chúng ta cảm nhận được nó gấp đôi lên. Và cũng có thật sự có nhiều người á bỏ tiền ra mua những dàn âm thanh tiền tỷ, vài tỷ, nhưng mà cái cảm nhận của họ thì họ chỉ là cảm nhận nó vẫn chưa tới, họ vẫn cảm nhận là sao cái dàn âm thanh mình nó vẫn chưa đạt được cái gọi là cái cảnh giới cao nhất của âm thanh hay là high end. Thì cái đó rất là nhiều người vấp phải, và thành ra những người chơi âm thanh thường có cái xu hướng là nâng cấp nào cho nó vừa phải thôi, nó vừa cho nó hợp với lỗ tai nhất thôi. Và chính cái lỗ tai con người là nó vẫn luôn có sự thay đổi khi mà chúng ta nghe nhạc. Chúng ta nghe nhạc càng nghe quen thì càng ngày chúng ta lại càng thấy chán cái dàn âm thanh của chúng ta. Ví dụ các bạn khi mới chơi, chúng ta chơi những cái dàn âm thanh 20-30 triệu, nhưng mà khi chúng ta chơi lâu rồi thì chúng ta sẽ cảm giác là cái dàn mình sao hôm nay nó dở quá, không biết nó có bị vấn đề gì không. Thực ra là không phải nó bị vấn đề gì, nhưng mà do các bạn nghe hồi các bạn chán thì các bạn sẽ muốn nâng cấp lên. Và thực sự như vậy, các bạn nâng cấp lên 50-60 triệu thì chúng ta nghe đúng rồi, cái này nó hay hơn, thì càng ngày càng lên càng lên. Thì khi mà chúng ta càng ngày càng lên thì giá tiền nó lại càng lên, và chắc chắn là các bạn sẽ là muốn trải nghiệm của âm thanh high end là gì. Rồi rất là nhiều người từ ít tiền mà vẫn là muốn nhảy qua âm thanh high end, nhưng mình lưu ý là các bạn nên đi từ từ. Chứ nếu các bạn vừa ít tiền mà chúng ta sắm một dàn âm thanh khoảng cả 100 triệu, chúng ta nghe thực sự chúng ta sẽ rất là bất ngờ luôn. Tại vì chúng ta nghe nó cũng giống như những dàn âm thanh mà chúng ta mới nghe 20-30 triệu. Các bạn phải nghe từ từ. Cũng có những người đặc biệt là cái lỗ tai họ đã cảm nhận âm thanh rất là tinh tế, thì
mới nhảy vào là người ta đã nghe được đấy, nhưng mà đa số là những người chơi thì đều lựa chọn khôn khéo là chọn những dòng loa vừa tiền chơi, tập chơi trước rồi mới chơi những dòng loa high end. Và một cái điểm lưu ý nữa là ở high end á thì không phải là những dòng loa lớn á, những dòng âm ly phải lớn thì nó mới là high end. Chúng ta cũng có thể những dòng bookshelf nhỏ vừa để ở trên kệ sách cũng là high end. Nghĩa là high end nó không phải là phụ thuộc vào kích thước đặc biệt, kích thước nhỏ, nhưng mà những kỹ sư người ta đã thiết kế đầy đủ ở trong đó rồi, nó vẫn là high end. Nghĩa là high end nó sẽ không phụ thuộc vào số tiền, nó cũng không phải phụ thuộc vào cái kích thước đâu. Và một lưu ý nữa là cái nhạc chúng ta nghe, như hồi nãy mình nói về cái vấn đề các bạn đi nghe bằng lỗ tai của người khác, thì mình có kể câu chuyện là các bạn dùng nhờ người nghe nhạc vàng lâu năm, có cái kinh nghiệm nghe nhạc vàng, và chúng ta kêu người ta tư vấn cho các bạn nghe cái dàn âm thanh này hay không, nhưng mà các bạn lại là thuộc cái tiếp người thích nghe nhạc high end, nhạc quốc tế, thì các bạn rất là sai lầm. Chúng ta phải nghe bằng lỗ tai của chúng ta. Thì cái nhạc cũng vậy, nếu các bạn mà mua những cái dàn âm thanh high end chỉ về để nghe nhạc vàng thì đó là điều rất là sai lầm. Gần như cái nhạc vàng của chúng ta thưởng thức á, nó thuộc về cái tiết nhạc gọi là nhạc bolero, nhạc mang cái tính hủy mị, nó cần những cái tiếng bass nó mềm, nó còn những cái tiếng nó phải lên tai mid, những lúc các bạn chỉnh lên fret thì lúc chúng ta muốn dư, muốn nó tí tách thì cái âm thanh hai em nó sẽ không thể hiện được như vậy. Có rất là nhiều người mình đã nghe khi đã mua về những dàn âm thanh cao cấp của những hãng như là Bandit hay là Sonos Fiber, như vậy các bạn nghe nhạc vàng các bạn có nói mình cầu lần sau nghe nó thua những cái cặp loa JBL luôn, thì cái đó chắc chắn là do các bạn mua về các bạn nghe nhạc vàng. Các bạn nếu các bạn mua những đôi loa đó mà các bạn thử một cái bản nhạc của những cái ban nhạc nổi tiếng ở đồng quê Mỹ đi, thì chúng ta test cùng một bản nhạc đó với những cái đôi loa JBL để chỉ để nghe nhạc vàng như là L100 Century hoặc là 112, L112, L50, những cái dòng loa nghe nhạc vàng của Nhật Bản nữa như là Pioneer, Onkyo, thì chắc chắn những dòng loa như Sonos Fiber, bao nhiêu kia như dòng loa đến từ Tannoy, chắc chắn thì chúng ta nghe những cái thể loại nhạc đồng quê, nhạc xa, nhạc giao hưởng, nhạc vocal, thì chắc chắn chúng ta nghe nó sẽ bỏ xa những cái đôi loa chúng ta chuyên nghe nhạc vàng. Thì đó là cái điều chúng ta cần lưu ý, cái loại nhạc chúng ta nghe nữa. Nếu các bạn xác định chỉ chơi nhạc vàng thôi thì các bạn không cần phải là, không nên đầu tư để chúng ta mua những cái dòng loa high end. Chúng ta chỉ cần đầu tư những cái sự lựa chọn như là loa Nhật Bản hoặc là loa Mỹ như là JBL, hoặc là có thể là chúng ta chơi Tannoy vừa vừa cũng đủ rồi. Còn nếu như nhạc Việt thì có chơi hai em được không? Nhạc Việt thì cũng có nha, nhưng mà cái phòng thủ ở Việt Nam thì nó cũng thể không thể nào bằng nước ngoài, nên đa số là những ai chơi nhạc hai em thì đều chọn là chơi nhạc quốc tế. Nhạc Việt thì cũng có nhiều ca sĩ thu đĩa than hoặc là thu những cái đĩa chất lượng cao như là Quang Dũng hoặc là như là Hương Lan, như là Khánh Lê, mình thấy cũng có rất là nhiều đĩa than hay, hoặc là đĩa CD chất lượng cao thu ở những phòng thu ở nước ngoài vẫn rất là chuẩn. Thì nó còn phụ thuộc vào cái phòng thu và cái người ca sĩ họ có dám đầu tư ra để chúng ta hay không. Thành ra nếu các bạn chơi nhạc hay em thì nhạc Việt nó, cái nguồn nhạc nó cũng còn hạn chế. Cái điểm lưu ý cuối cùng là cái chất liệu để chúng ta có để những cái dàn âm thanh hay em thì rất là quan trọng, có nghĩa là nguồn nhạc, và tiếp đến là những cái thiết bị, những cái là phụ kiện ngoại vi như là dây dẫn và như là các cái chống nhiễu, chống rung thì nó cũng quan trọng nhất bạn, nhưng mà nó không phải là quá quan trọng, nguồn nhạc là quan trọng nhất. Rồi nếu các bạn sắm những dòng loa khoảng vài trăm triệu nhưng mà chúng ta chỉ là nghe nhạc ở trên siêu tấp súng á, thì chắc chắn đó là một cái sự ngớ ngẩn. Các bạn nghe như vậy thì giống như là chúng ta nghe nhạc cassette với những dòng loa vài chục triệu vậy. Chúng ta nghe những cái nhạc loại nhạc trên mạng, trên YouTube thì chúng ta không nên sắm những dòng loa cao cấp.
các bạn cần phải có những cái nguồn nhạc tốt. Tốt hơn hết thì các bạn nên sử dụng là CD, còn nếu các bạn sử dụng đầu giải mã thì các bạn nên sử dụng cái nguồn nhạc nó phải là chuẩn, những cái nguồn nhạc mà nó có cái chất lượng là lossless trở lên, hi-res trở lên. Chứ nếu các bạn sử dụng nhạc MP3 hoặc là chúng ta nghe trực tiếp ở trên YouTube thì chất lượng nó bị giảm, bị nén đi rất là nhiều rồi. Hiện nay thì cũng có cái nhiều cái nguồn để stream nhạc, có nghĩa là chúng ta phát nhạc số, chúng ta stream qua những cái thiết bị. Thì như bạn hỏi mình như vậy, chúng ta chơi nhạc high-end, chúng ta có nên chơi từ stream nhạc hay không, thì mình nghĩ các bạn cũng nên thử qua cái đó. Nhưng mà hai cái ứng dụng lớn nhất hiện nay là Spotify và Tidal, thì mình thấy là mình vote cho Tidal một phím, thì Tidal nó hỗ trợ MQI và nó hỗ trợ trợ nhạc hi-res tốt hơn so với Spotify nhiều. Spotify cái gói chuẩn của nó thì chúng ta chỉ cần chúng ta bỏ ra mấy chục ngàn, mà Tidal thì như là gói chuẩn của nó là trăm mấy, nhưng mà Tidal thì nó lại hỗ trợ được cái nhạc, ngay cả hình như là có nhạc đi đi nữa. Theo cá nhân mình á, thì đó là chúng ta cần nghe online thì chúng ta chọn vậy, để chúng ta bỏ đi cái YouTube đi. Nhưng mà để nghe nhạc cho nó chuẩn nhất thì theo mình vẫn nên là chúng ta nghe nhạc chuẩn nhất là chúng ta nghe nhạc từ CD. Còn nếu mà chúng ta muốn tham khảo thêm nhạc số thì các bạn nên chuẩn nhất là cái nguồn nhạc lưu sẵn ở trong máy tính hoặc là trong ổ cứng, trong USB. Nếu như cái đầu giải mã của nhà các bạn nó sử dụng được cái chức năng mà đọc thẳng ổ cứng thì chúng ta cắm thẳng vào đó đọc. Còn nếu không thì chúng ta có thể cắm vào máy tính hoặc là cắm vào những cái đầu phát như là TV, như là những cái đầu bóc chúng ta phát qua. Nhưng mà nếu như chúng ta phát từ máy tính nó sẽ tốt hơn. Đó là cái nguồn nhạc quan trọng lắm. Nếu mà chúng ta sử dụng dàn loa mắc tiền, chúng ta chơi những cái nguồn nhạc nó tệ quá thì nó vẫn rất là ảnh hưởng nha. Còn nếu chúng ta sử dụng dòng loa vừa tiền thôi, âm ly vừa tiền mà chúng ta sử dụng những cái dòng nhạc này thì nó khó có sự phân biệt. Nhưng mà khi lên những cái dòng loa âm ly khoảng trăm trở lên thì chúng ta sẽ có sự phân biệt rất là rõ ràng. Vì vậy mình cũng nói với các bạn là có nhiều bạn có cái dàn âm thanh cao, nhưng các bạn đi thay đổi, chúng ta mua một cái đầu đĩa CD hoặc là thay đổi một cái đầu giải mã, các bạn về các bạn nghe nó rất là rõ, chúng ta thấy khác biệt luôn. Nhưng mà những bạn có những cái dàn âm thanh vừa phải thôi, dàn âm thanh chỉ mười mấy hai chục triệu thôi, hoặc bạn đi sắm cái đầu giải mã khoảng mười mấy triệu về, chúng ta thay đổi vào chúng ta nghe, chúng ta vẫn không có cảm nhận gì nó hơn cái đầu giải mã 5-6 triệu trước của chúng ta. Chúng ta nghĩ ô sao anh này quảng cáo cái đầu giải mã này là đầu giải mã high end, hoặc là đầu CD này là đầu CD high end, nhưng mà sao cắm vào dàn loa này nghe nó cũng không khác quá nhiều. Tại vì sao? Tại vì cái dàn loa nhà các bạn, cái độ biểu diễn của âm thanh nó chỉ tới mức đó thôi. Thì các bạn có đưa cái đầu giải mã vào cả trăm triệu vào thì chúng ta cũng khó mà chúng ta nghe nó hơn được nhiều nữa. Tại vì cái giới hạn âm thanh của cái đôi loa, của cái âm ly của chúng ta nó phát ra chỉ chừng đó thôi. Thành ra mình khuyên các bạn khi chúng ta sắm đồ âm thanh đó, không phải riêng gì đồ high end mà đồ tầm trung, tầm gì nữa, thì chúng ta nên là nó có cái sự phù hợp giữa loa âm ly và đầu đĩa hoặc là đầu giải mã. Ví dụ cái loa chúng ta chơi khoảng cái loa 20 triệu đây, thì chúng ta có thể đầu tư cái âm ly 20 triệu đổ lại, hoặc là chúng ta nhiều tiền chúng ta đầu tư hơn tiền một chút, cái âm ly khoảng hai mấy ba chục, chúng ta đứng đây năm cái loa 20 triệu mà chúng ta đi quốc một cái âm ly 5-60 triệu, như vậy nó rất là phí. Mà cái đôi loa của chúng ta nó cũng không khai thác được cái âm ly đó, nó cũng không khai thác được thêm được cái đôi loa nữa, tại vì cái đôi loa nó chỉ phát quay âm thanh tới đó thôi. Chỉ cần những cái dòng loa dò âm ly khoảng 20, hơn 20 là chúng ta đánh được rồi. Và đầu giải mã cũng vậy, các bạn đang chơi một cái dàn âm thanh gồm loa và âm ly chỉ khoảng 30 triệu thôi, nhưng mà chúng ta lại đầu tư cái đầu giải mã 5-60 triệu thì nó cũng rất là phí. Ta nghe nó cũng chưa chắc gì các bạn đã cảm nhận nó hơn cái đầu giải mã mà khoảng hai mấy triệu, 20 triệu. Tại vì sao? Tại vì như mình nói, cái loa và cái âm ly nó đã đạt được cái mức giới hạn của nó rồi, thì chúng ta cần cái đầu giải mã nó phù hợp khoảng 20 triệu đổ lại là phù hợp để đánh với cái dàn loa âm ly 30 triệu thôi. Chứ chúng ta đừng có nên đầu tư cái đầu giải mã nó gấp đôi lần cái số tiền của dàn loa, thì chúng ta nên là phân phối cho nhau cho nó phù hợp.
cho nó bằng nhau, mình thấy nó là phù hợp nhất. Và cái điều nữa là lo hay nhưng mà chúng ta chọn âm ly nó không phù hợp thì nó cũng thành ra dở. Thì chúng ta cũng nên chọn những cái âm ly mà chúng ta nghe, chúng ta nên nghe tại chỗ hoặc là chúng ta nghe từ các nguồn tư vấn uy tín, thì chúng ta chọn một cái dòng âm ly cho nó phù hợp. Khuyến khích các bạn là có thể mua loa và âm ly cùng một lần, hoặc là chúng ta khi chúng ta mua loa mà chúng ta chưa có tiền thì chúng ta cũng nên nhờ những cái shop đó người ta ghép với một cái âm ly nào cho chúng ta nghe mà nó ok thì chúng ta mua loa trước, buổi sau chúng ta chỉ cần tìm cái âm ly đó hoặc là cái âm ly nó tương tự như vậy, chúng ta mua nó rất là phù hợp chúng ta chơi. Rồi, cái chủ đề âm thanh 2E này kết thúc lại tại đây. Để đốt kết lại một điều là âm thanh 2E không phải là một cái định nghĩa hay là quy chuẩn, mà nó sẽ phụ thuộc vào người nghe nha các bạn. Chúng ta nghe hay, chúng ta nghe ok thì là 2E. Và có một cái tiêu chuẩn trong cái giới chơi âm thanh, tiêu chuẩn là tiêu chuẩn riêng rồi, thì âm thanh 2E đó thì là nó sẽ là lược bỏ càng nhiều càng tốt những cái mạch can thiệp vào âm sắc như là equalizer và bass fret nhạc bạc. Và khi mua thì chúng ta đừng có nghĩ là phải nhiều tiền mới làm âm thanh 2E. Chúng ta cần tìm những cái dòng loa âm ly nó phù hợp với cái loại nhạc chúng ta nghe, và để chúng ta cảm nhận, chúng ta test trực tiếp và chúng ta nghe ok, thì đó là cái dòng âm thanh 2E của chúng ta. Và âm thanh 2E nó không phải là chắc chắn là bây giờ các bạn mua là 2E nhưng sau này là 2E nữa, tại vì chúng ta nghe thì chúng ta sẽ chán, chúng ta sẽ nâng cấp lên. Nhưng các bạn đừng nghĩ là chúng ta mua như vậy là đã là ok rồi và sẽ là hết rồi, đạt đến cảnh giới 2E rồi. Nên chúng ta mua, chúng ta nên cần phải là biết cái là cái nguồn tài chính của chúng ta hiện tại bao nhiêu để chúng ta mua cho nó phù hợp, chứ đừng có nên là phải là cứ chạy đua theo những cái dòng mắc tiền để mà chúng ta cuối cùng chưa hẳn về chúng ta cảm nhận được. Chúng ta cứ vừa tiền chúng ta mua thôi, chúng ta chọn những cái dàn âm thanh nó phù hợp với lỗ tai chúng ta nhất nha. Thì kết thúc video này đây, chúc các bạn sức khỏe và lập nhiều là bình an trong cái mùa đại dịch Covid-19 này. Thân ái chào tạm biệt.